Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy phát của xe lân, động cơ Toyota 1DZ, 2DZ. Máy có là hàng mới Đài Loan 100%. Bully của máy phát là chạy bản một rãnh, bản B. Với hai chân, với cái mã 1D này thì nó sẽ có chỉ một đời nữa, nó sẽ chỉ một chân trên, một chân dưới. Nhưng với cái đời này thì nó là bắt hai chân dưới và một chân trên. Dòng sản phẩm này thì nó sử dụng là điện áp 12V anh em nhé, 12V 40A. Đây là hàng mới 100% này, anh em nhìn này. Đó, đây là hàng mới 100% từ con ốc này, chúng ta có thể thấy IC. Cái da IC của dòng này thì dòng Toyota này rất là thông dụng. Nó sẽ ra là một ngang một dọc, tức là một âm một dương. Đây chính là cái phía bên trong là vỉ diốt của nó. Chúng ta từ đây chúng ta có thể nhìn thấy này, cái lõi đồng. Đây anh em có thể nhìn thấy không? Lõi đồng rất là nhiều, rất là chắc chắn. Cầm cái máy trên tay thì cũng đã thấy đậm rồi. Rất là đầm tay. Với cái thông số kỹ thuật của nó là chân dưới của nó nhá, là rơi vào 68. Chân sang chân của nó rơi vào 14.8. Đây, đây bully của nó đây anh em nhìn nhá. Đó. Đây là một rãnh bản B đấy anh em ạ. Thì đây anh em nhìn nghe này. Rất êm luôn. Với những cái dòng phụ tùng mà bên em đã giới thiệu thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của xe lân Toyota 1DZ 2DZ. Nói chung với cái dòng này thì chúng ta có thể độ chế được cho rất là nhiều loại đấy, vì là nó vừa nhỏ nhỏ xinh xinh này, chân bắc thì nó cũng khá là ưu việt để chúng ta độ chế cho máy cày hoặc là nhiều cái mục đích khác nhau. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ về kỹ thuật 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.